Với quy mô khoảng 200 gian hàng triển lãm, 30 hội thảo chuyên sâu, diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh GIFI 2024 đã mang đến nhiều điểm mới trong công nghệ, giải pháp cho các doanh nghiệp, nhà quản lý trong quá trình chuyển đổi và phát triển xanh bền vững. Đây là sự kiện có ý nghĩa, là một phần quan trọng trong việc thực hiện các sáng kiến phát triển bền vững, phù hợp với thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và EU, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam. Với chủ đề xây dựng tương lai xanh, Diễn đàn và triển lãm Kinh tế xanh GIFI 2024 do Bộ Công Thương Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đồng chủ trì tổ chức, Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối triển khai. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo các bộ ngành hữu quan của Việt Nam, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Châu Âu. GIFI đóng vai trò là cầu nối đắc lực, mang những sáng kiến bền vững tiên tiến từ Liên minh Châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới đến Việt Nam. Đồng thời, GIFI còn là điểm chạm giúp các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ được trao quyền và tiếp cận cơ hội chuyển giao công nghệ xanh thông qua những chia sẻ về dự án thành công điển hình từ các tổ chức, chuyên gia, nhà tiên phong đến từ nhiều quốc gia, tiêu biểu là các nước EU. Diễn ra trong thời điểm then chốt, GIFI 2024 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đối thoại giữa lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để đối phó với các vấn đề cấp thiết như tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, thúc đẩy số hóa cho tài chính xanh và chuyển đổi sang năng lượng bền vững. Đồng thời, GIFI cũng là điểm hẹn để các công ty châu Âu giới thiệu các giải pháp tiên tiến nhất của họ, giúp Việt Nam phát triển bền vững hơn trong tương lai.